Húng chanh là một loại gia vị rất quen thuộc trong các bữa ăn từ xa xưa. Không chỉ là một loại gia vị phổ biến, húng chanh còn là một vị thuốc chữa bệnh hiệu quả. Có các tên gọi khác như rau thơm lông, rau tần, tần dày lá, dương tử tô. Cây húng chanh được trồng để lấy lá, có mùi thơm dễ chịu như mùi chanh, thường chỉ dùng tươi. Trong húng chanh có một chất màu đỏ gọi là colein và một ít tinh dầu mùi thơm nhẹ. Ngoài công dụng làm gia vị, húng chanh còn là một vị thuốc chữa cảm cúm, ho hen rất công hiệu. Hoạt chất bên trong là húng chanh tương tự một loại kháng sinh tự nhiên, có tác dụng sát khuẩn, loại bỏ chất nhầy, đờm và các tác nhân gây viêm nhiễm vòm họng. Lá húng chanh tươi rửa sạch, cắt nhỏ, thêm một ít đường phèn rồi đem chưng cách thủy. Sau đó vắt lấy nước uống. Bã lá húng chanh có thể ăn hoặc ngậm nuốt cùng với nước. Mỗi ngày sử dụng một lần, nên dùng liên tục từ 3 cho đến 5 ngày để giảm viêm họng. Hạ sốt. Húng chanh còn giúp da mồ hôi, hạ sốt, loại bỏ độc tố qua da và tăng nhanh quá trình phục hồi. Giã nát một ít lá húng chanh cùng với một chút muối, một chút nước sôi để nguội rồi vắt lấy nước uống. Chữa hôi miệng. Dùng húng chanh khô sắc lấy nước, thường xuyên ngậm và súc miệng, làm từ 5 cho đến 7 lần trong ngày. Với hàm lượng axit béo omega 6 có trong lá cây húng chanh, có thể hỗ trợ giảm chứng viêm khớp. Loại cây này còn có chứa một lượng vitamin A nhất định, giúp giảm căng thẳng oxy hóa trong mắt và ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng. Cây húng chanh cũng giúp cải thiện chức năng thận nhờ tác dụng lợi tiểu. Tại Ấn Độ và một số vùng của Indonesia, người dân vẫn sắc loại lá cây này cho các bà mẹ mới sinh để tăng lưu lượng sữa mẹ. Hãm lá cây húng chanh uống như nước trà sẽ giúp trị khó chịu dạ dày và giảm hội chứng ruột kích thích. Một số hợp chất hữu cơ và khoáng chất có trong cây húng chanh có tác dụng an thần nhẹ. Hãm lá húng chanh uống như nước trà để giúp giảm cảm giác lo lắng, bột trồn, căng thẳng, giúp thư giãn và ngủ ngon giấc.